Xin chào tất cả các bạn, đây là những cái cành chiết mình vừa mới cắt về. Thì ở chỗ này mình vừa mới cắt xong. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về những cái cành chiết và một số những kinh nghiệm về chăm sóc cây hoa hồng ở thời điểm sát Tết này. Đây là những cái cành chiết mà mình cắt trong ngày hôm nay. Và những cái cành chiết thì mình sẽ xử lý rất là nhanh và mình sẽ chốt rất là nhanh trong một khoảng thời gian ngắn ấy. Thì các bạn có thể là nhắn tin qua fanpage giúp mình để các bạn sẽ đặt hàng nhanh và mình sẽ gửi sớm. Đây là Misaki này, rất là thơm các bạn ạ. Misaki hồng bụi, mùa này màu nó rất là đậm rồi. Misaki này, đây các bạn này, Misaki. Mình sẽ quay gần hơn cho các bạn xem nhé. Ngày hôm nay thì mình cắt được khá nhiều. Và giống thì ngày hôm nay giống Hồng Nội thì chỉ có 1-2 loại thôi. Chỉ có của Hải Phòng, Hồng Leo Hải Phòng và vài cành Tường Vi. Thì đa số là đều các giống hồng ngoại hết. Lady Candle, Misaki, Leo Vàng, rồi Clown Monet. Nhiều giống lắm. Thì các bạn cũng có thể là nhắn tin qua Facebook giúp mình. Thì mình sẽ có cái danh sách lên cho tất cả các bạn. Cây giống của mình ấy thì thường là sẽ dài từ 40, 45, 50cm. Kể cả hồng bụi lẫn hồng leo. Đây là bó hồng leo Moon Curd này. Còn đây là rễ của nó các bạn nhé. Đây, rễ của nó đây. Các bạn có nhìn rõ không? Đây là rễ của... đây là một bó hồng Patiup và Ligaze I230. Và ngày hôm nay mình còn cắt được một giống nữa, đó là Codex Jubilee. Một giống hồng hoa mà rất là to, bông cực kỳ to luôn. Thì ngày hôm nay các bạn cũng có thể mua cái giống này. Codex Jubilee thì các bạn có thể gõ lên trên Google. Nó là một giống hồng thuộc dạng là bán leo, tức là nó có khả năng leo và nó lên cũng khá là cao. Nhưng đặc điểm của giống Codex Jubilee, thứ nhất là bông nó rất là to, thứ hai nữa là nó phát triển rất là tốt. Thì các bạn có thể chăm sóc cái giống này, nó khá là đơn giản. Và ở miền Bắc thì rất nhiều các bạn đã trồng rồi. Riêng cái giống này thì trồng nó phát triển nhanh, phát triển mạnh. Và riêng mà đã ra bông thì bông nó rất là to. Và màu sắc nó thì nó tùy theo thời tiết. Có lúc thì nó màu vàng nhiều và có lúc thì nó chuyển một chút màu đỏ, và có lúc ý thì màu nó lại có một cái kiểu như kiểu phớt hồng ý. Và về mùa này ở miền Bắc ý, thì hoa nó xoáy rất là đẹp. Đấy, thì các bạn cũng có thể qua Facebook của mình đặt hàng nhé. Các bạn nhìn rễ của nó nhé, rễ của nó nhé. Đấy, rễ của Pat này, Ligaze này, bên này là Moon Curd này, Moon Curd và hồng củ Hải Phòng này, Moon Curd và củ Hải Phòng, hoặc là Rover Royal này, đó, Misaki này. Nói chung là mỗi một lần cắt thì trung bình sẽ khoảng từ 10-15 giống. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem của Sapa của mình này. Của Sapa của mình nở rất là nhiều và màu nó rất là đẹp. Đây là của Sapa, mình quay gần hơn cho các bạn xem nhé. Đây của Sapa của mình này. Đấy, nở rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Của Sapa nở rất là nhiều và form nó rất là đẹp. Mấy ngày hôm nay thì hôm qua buổi sáng, nhiệt độ hôm qua buổi sáng ở miền Bắc thì nó nóng không khác gì mùa hè. Nó khác không khác gì mùa hè một chút nào cả. Nhưng mà đến bắt đầu từ buổi trưa cho đến đầu giờ chiều thì nhiệt độ nó giảm một cách kinh khủng. Và đến ngày hôm nay thì dự báo là nhiệt độ chỉ còn có khoảng 11-12 độ thôi. Và thậm chí về mùa đông thì có thể nó xuống 6-7 độ C. Và ở miền Bắc bây giờ đang rất là lạnh. Mình bây giờ mình cảm thấy nhiệt độ lạnh rất là
rất là sâu so với cùng ngày hôm qua. Mà chỉ có một ngày thôi, nó đã thay đổi rất là lớn. Những cây hoa hồng ấy thì bây giờ ở miền Bắc thì nhiệt độ nó lạnh sâu. Và hoa, có nhiều bạn hỏi mình ấy là khi mà hoa không nở được thì có phải là do lạnh không? Đấy. Thì mình xin chia sẻ với tất cả các bạn ấy là theo kinh nghiệm của mình thì không phải lạnh quá mà nó không nở được. Tất nhiên là do lạnh thì nó cũng sẽ nở chậm hơn, chứ không có chuyện là không nở được. Còn nếu như mà hoa hồng không nở được ấy, thì có thể cây của bạn đã bị bệnh bọ trĩ. Thì khi bị bệnh bọ trĩ thì hoa nó sẽ bị co cái cánh này. Ví dụ như bông hoa này, cánh ở phía ngoài mép này, nó sẽ bị con bọ trĩ hút và nó bị mất hết nhựa rồi. Thì cái cánh hoa của nó sẽ bị co và nó sẽ không nở được. Hoặc là khi mà ở thời điểm mà ở miền Bắc, hoặc là một số các bạn trồng ấy mà không có nắng, mà mùa này nó không có nắng nhiều, mà trồng ở những nơi mà nó ít nắng ấy, thì hoa nó cũng nở rất là kém và nó cũng không nở được, màu sắc nó cũng không được đậm nữa. Thì đấy là cái vấn đề mà các bạn hỏi là hoa nó không nở được. Bây giờ mình sẽ quay vào phía bên trong kia để cho các bạn xem những cây hoa hồng khác của mình. Đây là cây ping pong, cây mini Nhật của mình. Cây mini Nhật của mình nó tàn hoa rất là nhiều nhưng mà mình cũng không cắt, mình cứ mặc kệ nó. Khoảng mười mấy ngày nữa, 20 ngày nữa thì đến ngày 15 tháng 11 âm lịch thì mình sẽ tiến hành cắt tất cả những cái ngọn mà có hoa cũng như cành không có hoa. Mình bấm hàng loạt đi để tạo một cái tán tròn hơn và nó sẽ ra hoa đồng loạt hơn. Thì có nhiều bạn hỏi là cái thuốc xanh xanh này phun lên để làm gì. Thì phun lên ý, có nhiều bạn hôm trước cũng hỏi mình, đó là mùa này nó rất là nhiều sương. Và không phải là các bạn phun những cái loại thuốc, ví dụ những thuốc khác mà nó làm cho vàng lá đâu. Mà đa số là ở thời điểm này sương rất là nhiều. Buổi sáng dậy thì các bạn cũng có thể là thấy sương, thì các bạn có thể dùng vòi, các bạn phun để cho nó trôi hết cái lớp sương ở trên lá đi, thì nó sẽ hạn chế. Hoặc là như vườn của mình ấy, thì mình có sử dụng thuốc, mình phun thuốc cái này để bảo vệ lớp lá không bị do sương sớm xuống và nó làm cho vàng lá. Cái cây mini Nhật này của mình này, các bạn thấy không, nó cũng đã nở hết rồi, nó nở hết lứa trước rồi và nó khô hết. Đây, giống này rất là lâu tàn và nó khi mà nó tàn thì nó cũng không rụng, nó tạo thành những cái hoa khô như thế này. Đấy, hoa khô này, nhưng mà mình cũng không cắt đi. Thì sắp tới thì mình sẽ cắt tỉa đồng loạt này đi, thì nó sẽ cho ra một lứa hoa đồng loạt vào lứa Tết. Đây, cái cây bạch trà của mình. Bạch trà này hôm trước ấy là lá nó rất là đẹp, nhưng mà mấy ngày hôm nay có sương ấy thì lá nó bị vàng hết rồi các bạn ạ. Lá nó bị vàng hết này, nhưng mà không sao các bạn nhé. Lá vàng thì nó không phải là một cái gì đó mà nó quá ghê gớm. Khi mà chúng ta phun thuốc thì những cái lá mà nó chưa bị bệnh thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà vàng lá này. Đấy, mình sẽ quay vào bên này. Đây là một cây mini Nhật khác của mình này. Đây là một cây la phong này. Đây các bạn nhé, các bạn nhìn thấy cây la phong này của mình không? Đây là một cây la phong của mình đang có rất là nhiều nụ này. Đấy, la phong của mình này đang rất là nhiều nụ. Đấy, đây là cây la phong này. Thì cái cây la phong này ấy, thì riêng về mùa đông này form nó rất là đẹp, form nó rất là đẹp, màu nó lại đậm và nó cũng khá là bền. Chính vì thế nên là la phong bây giờ rất nhiều các bạn hỏi. Nhưng mà riêng la phong năm nay, nếu như các bạn mua nhé, các bạn thấy trên thị trường ấy là giá cả nó rất là hợp lý rồi, thì các bạn phải tham khảo cái giá cả để mà mua cho nó hợp lý. Bởi vì là bây giờ khi mà nhiều rồi thì giá chắc chắn là nó rẻ, mà một số các bạn mình thấy mua giá rất là đắt thì các bạn cũng phải xem xét lại về cái giá cả để chọn được một cái cây mà vừa ưng ý mắt mà lại được cái giá nó hợp lý. Rất là thơm các bạn ạ, cây la phong của mình đấy.
Đấy, mình sẽ quay thêm cho các bạn xem này. Đây là cây Molinus này. Hoa nó tàn rất là nhiều nhưng mà mình cũng không cắt. Đây, form của nó rất là đẹp. Cây này thì hoa nó lứa, hoa này của mình nó không được to. Nhưng mà form của cái cây này thì rất là đẹp. Đợt trước rất nhiều các bạn mua giống Molinus này của mình. Không biết là cây của các bạn bây giờ nó đã ra hoa và phát triển như thế nào rồi. Hoa rất là đẹp. Cây Molinus này. Đây là cây Green Knight. Hoa nó đã chuyển sang màu trắng rồi. Và mình cũng không cắt tỉa. Đấy. Mình sẽ quay sang bên này cho các bạn xem cây cây La Phong này. Nó bị vàng lá này. Dạo này mấy hôm nay rất là nhiều sương. Hoa của nó vẫn cực kỳ đẹp. La Phong này. Đấy. Rất là đẹp này. La Phong của mình nhỉ. Ở miền Bắc hoa rất là đẹp. Về mùa này hoa cực kỳ đẹp luôn. Đây là cây Chiro Maiden Here này. Cây đang bị bỏ trĩ nên nó không nở được các bạn ạ. Đây này, Evan Maiden Here này. Hoa rất là đẹp nhưng mà bị bỏ trĩ. Đấy, khi mà bị bỏ trĩ là nó sẽ không nở được này. Nó bị co hết cánh hoa lại và nó không thể nào nở được luôn. Đây, bị bỏ trĩ nhưng cái bông hoa này thì phải cắt đi thôi, chứ không có để được hoa nữa. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó còn nở, nó còn tự dụng này. Đây này. Đây, con bỏ trĩ các bạn chưa nhìn thấy con bỏ trĩ bao giờ nhá. Các bạn bừa cái bông hoa ra này, các bạn sẽ thấy con bỏ trĩ rất là nhiều này. Đây, con bỏ trĩ này. Đây, con bỏ trĩ mà nó bằng cái đầu kim này. Đấy, bông hoa nó cụp này, nó không thể nào nở được luôn. Đây là bì bỏ trĩ đây này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, con bỏ trĩ đấy. Đây, con bỏ trĩ này, nó bám cực kỳ nhiều này. Đấy, những cái con này nó hút thì cây hoa hồng sẽ không thể nào nở được các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều. Rất là nhiều cây của mình vừa chữ. Thì ngày mai mình sẽ lại phun La Phong của mình này. Nó nở gặp mưa nó tàn hết rồi. Rất là nhiều. Cây này là cây Ethun Bunga này. Con nó cụp chưa? Rất là đẹp. Bông nó rất là đẹp các bạn. Đấy. Cụp chưa? Giống như quả trứng. Đây, của Sapa này.